nó sẽ không phải là một bộ phim James Bond mới nếu không có một vài điều ràng buộc và No Time To Die rõ ràng đang bám sát quy tắc đó. Cyanix và Epic Games đã tiết lộ rằng Aston Martin Valhalla của Bond, chiếc xe hybrid đầu tiên trong trò chơi, sẽ có mặt trong Rocket League hoàn chỉnh với âm thanh, đề can và bánh xe phù hợp với giá 1.100 credit bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Bạn cũng sẽ tìm thấy 3 thử thách trong trò chơi để mở khóa đường viền hình đại diện theo chủ đề Bond, biểu ngữ và tiêu đề người chơi. Những người yêu thích hoàn thành sẽ có tùy chọn mua bộ siêu tập Bond 007 trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, bao gồm cả Valhalla và DB5 cổ điển với giá 2.000 tín dụng. DB5 đã được phát hành vào tháng 7, nhưng điều này có thể đại diện cho một thỏa thuận tốt hơn cho những người hâm mộ Bond. Việc mở rộng không phải là một bất ngờ khi Epic có rất nhiều tiền để ném vào các giao dịch khuyến mại. Điều này có thể thúc đẩy sự quan tâm đến Rocket League trong số những người hâm mộ Bond cuồng nhiệt hoặc những người mới tìm kiếm những chiếc xe trong thế giới thực hơn. Nếu không có gì khác, sẽ rất thú vị khi xem 007 ghi một hoặc hai bàn thắng bay ngược. Chia sẻ hữu ích nhé!